Kính thưa quý vị, các tài tử Hitman Agent 47 gặp gỡ người hâm mộ tại New York. Tin từ New York, ngôi sao của bộ phim Robert Friend nhận được nhiều lời khen ngợi khi xuất sắc tái hiện nhân vật mật danh 47. 8 năm sau khi bộ phim Hitman ra đời, khán giả điện ảnh sẽ có dịp chứng kiến sự trở lại của sát thủ mang mật danh 47 này. Hitman Agent 47 được làm mới hoàn toàn từ đạo diễn đến dàn diễn viên. Bộ phim xoay quanh một sát thủ ưu tú sinh ra bằng công nghệ biến đổi gen từ lúc mới thụ thai nhằm mục đích tạo ra cỗ máy giết người hoàn hảo và chỉ được biết đến với hai chữ số cuối cùng trong dãy số xăm trên gáy. Anh là đỉnh cao thành quả nghiên cứu và nhân bản của 46 đặc vụ trước đó. Trong ngày 13 tháng 8 vừa qua, hãng 20th Century Fox đã chiêu đãi người hâm mộ sư phẩm hành động Hitman bằng buổi công chiếu đầu tiên tại rạp Empire New York, Hoa Kỳ. Để trở thành khách mời của sự kiện đặc biệt này, người hâm mộ suốt tuần qua đã phải săn tìm những chiếc cà vạt đỏ in logo Agent 47 rải rác khắp thành phố. Cùng trải bước trên thảm đỏ là bộ ba diễn viên Robert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto và sát thủ đầu trọc Robert Su xuất hiện vô cùng lạ lẫm với mái tóc nâu lịch lãm đối lập với nhân vật anh thủ vai. Trong khi đó, nữ diễn viên Hollywood Hannah Ware diện đầm xanh bó sát đầy nữ tính, gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đặc biệt, ngôi sao của bộ phim Robert Friend nhận được nhiều lời khen khi xuất sắc tái hiện nhân vật mật danh, đập tan những hoài nghi của người hâm mộ cho rằng anh sẽ khó vượt qua cái bóng của nam diễn viên Timothy Olyphant cách đây 8 năm. Chia sẻ về một trong những kỷ niệm đáng nhớ với các pha võ thuật, Robert cho biết bản thân đã phải quay đến 65 lần để hoàn tất pha bẻ cổ đối thủ bằng chân. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn hé lộ trích đoạn kịch tính giữa Robert Friend và Hannah Ware khi bị kẻ địch đột kích bất ngờ tại khách sạn. Lúc này, Katia đang bận biểu với cặp súng trường bất ly thân của Hitman, khiến anh phải chiến đấu tay không một cách bất đắc dĩ. Tell me how to make an agent. You don't want an agent. You want an army. 47, you are a legend. I'm better. Pretty crazy, huh? He has subdermal titanium body armor. An agent's advantage is not his body, it's his mind. What are you going to do? I'm gonna burn this program to the ground, and you're gonna help me. Go!